và đi theo bước thứ 6, cũng là bước cuối cùng trong quy trình phục hồi cây sầu riêng sau thu hoạch. Chúng ta sẽ xử lý bệnh hại, và xử lý bệnh hại như thế nào thì chắc là chúng ta sẽ cần phải có một cái live stream nhiều hơn và dài hơn để chúng ta nói về những vấn đề như là sâu bệnh, những vấn đề bệnh trên cây như thế nào. Thì quý bà con mình hãy cùng gỡ những video về việc là những cái bệnh mà quý bà con thường gặp trên cây sầu riêng, cũng như là những vấn đề trên cây sầu riêng liên quan về bệnh hại mà quý bà con thắc mắc, thì chúng tôi sẽ giải đáp trong cái livestream tiếp theo. Nhưng mà trong bước số 6 này, chúng tôi sẽ nói tổng quan cơ bản nhất về việc chúng ta sẽ ngừa sâu bệnh cũng như là xử lý bệnh hại như thế nào. Xin mời bác sĩ Ngô Hoàng Diệp cùng chia sẻ với quý bà con trong bước số 6 xử lý sâu bệnh hại. Xin mời ông ạ. Kính thưa quý bà con, vấn đề mà quản lý sâu bệnh hại cho cây sầu riêng đó, thì như chỗ anh Minh có nói là bởi vì nó dài và nó nhiều, cho nên là chúng tôi có hứa với bà con là sau cái livestream này chúng tôi sẽ làm một cái livestream khác gọi là quản lý sâu bệnh hại chuyên đề, thì chúng tôi sẽ nói sâu hơn về các cái tác nhân về sâu và bệnh hại trên cây sầu riêng. Để riêng cái livestream đang làm đây thì chúng tôi chỉ nói về cái vấn đề là xử lý sâu bệnh hại ở giai đoạn là phục hồi sau thu hoạch. Thì như bà con đã biết là cây sầu riêng cái giai đoạn phục hồi sau thu hoạch đó, thì chúng ta làm sao cho cây sầu riêng nó ra được cái chồi mới, ra cái đọt mới, gọi là ra cơ đọt mới. Thì khi mà cây sầu riêng nó ra chồi, ra cơ đọt mới đó, thì đây là cái thời điểm mà nó dễ bị các cái loại sâu bệnh hại tấn công. Ví dụ như là sâu ăn lá nè, ví dụ như là rầy nhãi nè, hoặc là bệnh tháng thư nè, vân vân. Đó, thì chúng ta sẽ phòng cái này. Thì chúng ta để ý là chúng ta sẽ phun thuốc để trừ các cái loại này để bảo vệ cơ đọt. Đây là việc làm đầu tiên là rất là quan trọng nha. Chứ hồi mà chúng ta cứ bón phân, chúng ta phục hồi, chúng ta kích cái đọt nó ra rồi bị sâu, rồi bị bệnh nó phá hoại hết thì coi như là cũng như không, không có đạt được yêu cầu. Hoặc là chúng ta cũng lưu ý nha, trong những cái đợt, những cái nơi mà có thời tiết mà mưa nắng thất thường đó, nhất là nắng nhiều đó, thì cũng có thể có một cái đối tượng nhận hại ở cái giai đoạn là cái đọt non này rất là nhiều. Đấy là chúng ta lưu ý. Thì bây giờ chúng ta sẽ phòng trừ ở này đó. Thì như nãy tôi nói thì riêng về các cái đối tượng sâu hại của đọt non thì bà con sẽ dùng các cái sản phẩm đặc trị, thì chúng tôi sẽ nói sau. Có cái trường hợp bệnh nó rất là quan trọng, là bởi vì sau khi mà cây mình thu hoạch xong á, thì cây nó xuyên, thì nó biểu hiện hai cái loại bệnh. Một là thối rễ, đang bị thối rễ. Thứ hai nữa là nó nứt thân xì mũ. Đó. Hai cái này thì chúng ta phải lưu ý. Thì trong trường hợp mà nếu nó bị thối rễ đó, thì bà con phải dùng cái sản phẩm đó là Bắc Ba hoặc là sản phẩm Rayford 620, bà con tưới cái dùng rễ nãy như tôi cũng có trình bày. Còn cái trường hợp mà nứt thân xì mũ đó thì khuyến cáo là bà con dùng cái sản phẩm là Rayford 620 cộng với là Biorosemin, bà con quét lên cái vết nếu mà chúng ta cạo quét. Còn để cái ngừa, ở đây chúng ta nói là trị đó, là chúng ta dùng để chúng ta quét lên. Còn nếu mà ngừa đó thì bà con có thể dùng Rayford 620 cộng với Biorosemin, bà con phun hai lần cách nhau là 5 đến 7 ngày thôi. Sau đó thuốc nó sẽ tích lũy đầy đủ trong cây, nó sẽ tăng sức đề kháng của cây. Như vậy thì một tháng sau chúng ta mới phun lại một lần nữa. Đó là cái cách chúng ta ngừa. Nếu chúng ta không có điều kiện mà chúng ta phun liên tiếp thì chúng ta thấy rằng có thể là kết hợp với là trị luôn nhanh ở dưới rễ, thì chúng ta có thể dùng Rayford 620. Chúng ta pha 500ml trên 100ml nước, chúng ta tưới trong gốc, tưới từ gốc ra đến hết tán cây. Như vậy chúng ta có thể tưới một lần hoặc hai lần, rồi sau đó một tháng sau chúng ta lại phun ở trên lá là được rồi. Thì đấy là cái việc mà chúng ta có thể là phòng ngừa được cái bệnh nứt thân xì mũ hoặc là thối rễ trên cái sầu riêng ở cái giai đoạn là phục hồi sau thu hoạch. Thì cảm ơn sự lắng nghe của quý bà con. Dạ vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Ngô Hoàng Diệp. Ở bước quản lý sâu bệnh hại này thì không biết là ở vùng Tây Nguyên anh Thư có đóng góp thêm ý kiến nào nữa không ạ? Vâng, trong cái thời gian vừa như các năm trước, sau cái mùa thu hoạch thường đi thăm vườn rất là nhiều, thì thỉnh thoảng sẽ thấy những cái cây mình cũng là chăm phân hữu cơ xong rồi, phun thuốc đầu tư giống nhau các cây, nhưng mà có một vài cây trong vườn nó có cái hiện tượng là chồi nó không chịu bung, hoặc là bắt đầu nó khô đọt từ 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 vào, rồi cây đó mà rồi phục hồi không có dứt điểm. Thì
có nhiều trường hợp là cây nó chết đứng luôn. Thường hay nói đùa là chết đứng trên thứ hại vậy đó. Thì trong cái trường hợp này bà con mình thương đã từng xử lý rất là nhiều cây cho bà con. Thì cái phương pháp là như thạc sĩ Ngô Hồng Diệp vừa chia sẻ là dùng spray có 6-20 với bio rồi thầm mình phối lại theo cái lười mà liều là liều mình tưới ở dưới đất. Tuy nhiên có một số vườn là như kiểu là mình do mình không có xới sáo được, cái việc xới sáo nó không có làm được cho nên cái đất nó hơi dí. Nếu mà mình tưới như vậy thì cái hiệu quả thuốc nó sẽ chậm. Là Thương đã từng chỉ cho bà con mình là dùng cái cần, mà cái cần sục thuốc vào đất luôn. Nên mình dùng khoảng liều là thuốc và nước mình pha từ 50 lít cho đến 70 lít tùy theo cái tán cây. Và mình sục thuốc như vậy từ trong gốc ra đến hết tán. Mình làm một lần như vậy, xong đó rồi là khoảng tầm 15-20 ngày sau khi mà thuốc có học nó đã phai dần trong đất, sau đó mình tiếp tục mình phục hồi lại bằng men Tây Betico rồi tô ba xanh mình tưới để kích rễ mới ra. Và trên thì mình phun tiếp cái 6-20 với biorosamin. Thì như vậy là cái hiệu quả mà từ những cái cây bệnh nặng như vậy nó sẽ rất là đạt. Ngoài ra như cái giai đoạn này thì thường là khi mà ra chồi non thì rầy nó ra nhiều như thầy Diệp vừa chia sẻ. Thì như vậy chúng ta có thể là sản phẩm Ten Pit nó rất là dễ phối thuốc. Nó là được chiết tóc từ rong biển mà, rong đảo biển của Úc mà, cho nên gì chúng ta có thể là phối với thuốc rầy, thuốc sâu mình phun luôn để mình không cho cái sâu rầy nó phá cái chồi non. Hoặc là hoặc là những cái cây mà đang bị bệnh, đang suy yếu như vậy, mình có thể là khi mình phun thuốc bệnh mình cũng có thể phối luôn cái Ten Pit vô để tăng cái khả năng hấp thu thuốc, tăng cái sức đề kháng của cây, thì cái khả năng mà cây nó phục hồi sau khi bệnh nặng như vậy nó rất là nhanh. Xin chia sẻ thêm cái ý nhỏ như vậy với bà con. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất là đáng giá của kỹ sư Thương. Và đây sẽ là bước cuối cùng trong cái việc chúng ta thực hiện các bước trong việc phục hồi cây sầu riêng sau thu hoạch. Và rất là mong quý bà con mình cùng gửi những cái clip, thật là nhiều clip về cái việc mà có hỏi cho chương trình là về các bệnh cũng như là các sâu bệnh hại, hoặc là những cái bệnh mà quý bà con mình gặp ở trên cây sầu riêng, gửi về cho fanpage của tôi bạn, cũng như là thông qua hotline 0358 171710. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Để xem trọn bộ các chủ đề liên quan đến kỹ thuật nuôi trồng, quý bà con truy cập vào link ở dưới phần mô tả. Truy cập vào website toba.vn để tham khảo những sản phẩm mới nhất. Mọi thắc mắc hay hỗ trợ mua hàng vui lòng gọi vào số hotline 0904 17 17 19 để được tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.